dễ thương hả? Cười dễ thương hả? Cười vậy thôi đó. Thế Đức Tuấn hôm nay, năm nay tham gia Nhí Việt Nam thì anh hát bài gì? Lần này Tuấn tham gia Nhí Việt Nam thì sẽ phụ giúp trong hai tiết mục. Tại vì sao phải dùng từ phụ giúp? Thì đó là phụ giúp. Phụ giúp hả? Uh-huh. Phụ giúp mà hai tiết mục luôn. Đó là phần thì chắc tại sự hỗ trợ của Tuấn có hiệu quả nên là mọi người nhờ Tuấn phụ giúp trong hai tiết mục. Đó là một phần một bài khá là bất ngờ, và một bài thứ hai nữa là bài Hội Trùng Dương để dùng để kết chương trình. Trời ơi, dữ dội quá, dội càng ngày càng lên đúng không? Đúng rồi, lên lắm. Lên đâu? Lên tới đâu? Lên tới từ đầu lên tới cuối chương trình. Anh này công việc sao, ok không? Công việc hiện nay đang tiến triển rất là tốt. Mọi dự án trong năm tới cũng đang không gặp bất cứ một trục trặc nào. Vì đấy hứa hẹn là năm sau sẽ có nhiều cái sản phẩm khá là bất ngờ đối với bùng nổ không, hay là bất ngờ, bùng nổ hay bất ngờ? Bùng nổ thì chưa biết có bùng nổ hay không, nhưng mà chắc chắn nó là sẽ là một cái gì đó bất ngờ và hơi khác hơn so với những gì những người hay tưởng tượng. Tưởng tượng hả? Tức là không cho mọi người tưởng tượng nữa đúng không? Người nói chung là mọi người thì cứ tưởng tượng, càng tưởng tượng thì cái sự bất ngờ nó sẽ càng thú vị. Nhưng mà không cho mọi người biết đó là cái gì đúng không? Để cho mọi người tưởng tượng. Này cười, này cười, bạn cười cũng đẹp, mà tại sao bạn không cười, bạn cứ nhăn nhó mặt mày suốt ngày. Không hề nhăn nhó. Nhăn nhó lúc nào? Nhó lúc hát cũng nhăn nhó. Nhăn nhó. Đau khổ thì không thể cười được. Sao phải đau khổ không cười được? Là tại vì Tuấn đa số hát những bài số lắng và trữ tình nên là không thể nào lúc nào cũng nhăn ra cười được. Giờ này sporty quá ha. Dám chơi tôi mập lên nữa. Mấy người giải thích ký, mấy người chơi tôi mập lên là sao? Đừng có câu đó nè. Giờ này thì nhận tin cũng khá là nhiều, muốn đăng ký gì đấy, là gì đâu lắm cũng không có chắc lại. Nhưng mà để đáp lại lòng yêu mến của tất cả quý vị thì phải xây dựng hình ảnh của mình để làm quà tặng cho khán giả. Anh chị anh tí thang ồn quá, anh khỏi ông bấm anh đi về. Bye bye.